trà ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dấu yêu, và còn nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sạch, rách sao cho thơm. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, cha dấu yêu. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Con còn nhớ mãi những năm tháng cơ hàn cực khổ, cha đã nuôi con khôn lớn. Có những đêm đông lạnh, cha sưởi ấm con trong vòng tay yêu thương. Cha dạy con biết bao điều. Giờ đây con đã lớn khôn, tình cha nghĩa mẹ suốt đời con không bao giờ quên. Và con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sạch, rách sao cho. Lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu lời của cha năm xưa con nguyện ghi.
Ngày xưa cha đã nói rằng con ơi sống cho thật lòng, đừng mưu mô tính toán, đừng thù oán anh em. Ngày xưa cha đã nói hãy bao dung thứ tha cho người, để khi xuôi tay nhắm mắt sẽ thấy lòng thành thơi. Lời cha dạy ngày xưa mãi ghi sâu trong lòng, dù vật đổi sao rời con nguyện mãi mang theo. Lời cha dạy ngày xưa khắc lên ngôi bia mộ, để đời sau mãi nhớ những lời dạy của cha. Từ khi cha xa khuất, lòng con luôn nhớ cha từng ngày, vì con đây có lỗi đã lừa dối anh em. Từng đêm con thao thức cầu mong cha ở trên thiên đường, rằng cha ơi tha thứ những lỗi lầm của con. Lời cha dạy ngày xưa mãi ghi sâu trong lòng, dù vật đổi sao rời con nguyện mãi mang theo. Lời cha dạy ngày xưa khắc lên ngôi bia mộ, để đời sau mãi nhớ những lời dạy của cha. Ngày xưa cha đã nói rằng con ơi sống cho thật lòng, đừng mưu mô tính toán, đừng thù oán anh em. Ngày xưa cha đã nói hãy bao dung thứ tha cho người, để khi xuôi tay nhắm mắt sẽ thấy lòng thành thơi. Lời cha dạy ngày xưa mãi ghi sâu trong lòng, dù vật đổi sao rời con nguyện mãi mang theo. Lời cha dạy ngày xưa khắc lên ngôi bia mộ, để đời sau mãi nhớ những lời dạy của cha. Lời cha dạy ngày xưa mãi ghi sâu trong lòng, dù vật đổi sao rời con nguyện mãi mang theo. Lời cha dạy ngày xưa khắc lên ngôi bia mộ, để đời sau mãi nhớ những lời dạy của cha. Lời cha dạy ngày xưa mãi ghi sâu trong lòng, dù vật đổi sao rời con nguyện mãi. Sao mãi nhớ
cha.
Thank you.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cảm ơn con chưa nói thành câu, mẹ 9 tháng cứu mang đau đớn khi con ra đời, thân cò lặng lội bờ ao, chỗ ước mẹ nằm dành chỗ ráo cho con. Một đời gian nan cha gánh vác lo gia đình, tình cha thiết tha mãi chở che đời con, dạy con chữ nghĩa nhân lẽ sống ở trên đời, âm thầm trọn tình yêu thương như ánh mặt trời cha soi lối con. Hết sao trời thì cũng không đếm nổi nghĩa tình sâu nặng của mẹ cha. Một đời vì con cha buông ba dai dầu mưa nắng, mẹ nặng gánh lưng còng nuôi con lớn khôn. Ôi nghĩa mẹ tình cha công dưỡng nuôi ân đức sinh thành, chưa hiểu sao đền đáp cho tròn, nào mấy ai lấy thước đo đường tấm lòng của mẹ cha. Một đời nuôi con công ơn như biển hồ lai láo, con nuôi cha mẹ đành sao tình tháng tình. Cha thiết tha mãi chở che đời con, dạy con chữ nghĩa nhân lẽ sống ở trên đời, âm thầm trọn tình yêu thương như ánh mặt trời cha soi lối con. Hết sao trời thì cũng không đếm nổi nghĩa tình sâu nặng của mẹ cha. Một đời vì con cha buông ba dai dầu mưa nắng, mẹ nặng gánh lưng còng nuôi con lớn khôn. Ôi nghĩa mẹ tình cha công dưỡng sinh thành, chưa hiểu sao đền đáp cho tròn, nào mấy ai lấy thước đo đường tấm lòng của mẹ cha. Một đời nuôi con công ơn như biển hồ lai láo, con nuôi cha mẹ đành sao tình tháng tình ngày. Phận làm con chữ hiếu xin đừng quên, người ơi hãy nhớ
còn cha còn mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đàn đứt dây, không cha không mẹ như đàn đứt dây. Thank you.
chị mời đại diện của chị hai tên thành phố xuống vô diễn lần cuối cùng. Chị mời bên cậu tám rồi mấy cậu cái gì á, cậu ba về mình đâu mình biết này. Mời cô ba á, mời gia đình cô Hải Phượng á, để lấy tiền cho ông Hải Phượng ở đây các bạn. Mời gia đình cô Hải Phượng mình dùng phút trước cũng hết trong gia đình luôn nha, con cháu. We'll be right back.
Quý vị đã dành trọn tình thương cho gia đình chúng tôi.
với nghĩa cử cao đẹp ấy, gia đình chúng tôi xin nguyện khắc ghi và ghi nhân tấm lòng cao quý của quý vị được thân thấp và con nội ngoại thân bằng quý thuộc và con lối xóm và bạn bè thân hữu gần xa đội mang tới đại hợp sáu vạn đã đến gia đường để hỗ trợ công tác tổ chức tiễn đưa linh cữu của cha chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Thay mặt cho tang quý, kính chúc toàn thể quý vị cùng quý quyến thân tâm thường hướng lạc vạn sự cát tường. Lúc tan gia bối rối có điều gì sơ suất, gia đình mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ. Chúng tôi xin chân thành tri ân cảm tạ, tiếp nhận của quý giáo viên một hai là sáng hai lời cảm ơn đối với ông bà cô cậu. Lại luôn nha. Thế theo cái tình này là cái phần tri ân của hiền muội Ngọc Kim Thánh Điện để mà có lời cảm nghĩ tri ân đến hiền huynh thánh danh Ngọc Quảng Thanh, chức vụ giáo sư tục danh Đỗ Thành Phạt, và mời đại diện để mà có lời cảm nghĩ. Xin mời. Hiền muội Phan Thị Hồng Lam pháp danh Như Hạnh có lời cảm nghĩ cảm tạ với các cấp chính quyền địa phương, quý chức sắc, quý ban đại diện tòa thánh Châu Minh cùng với chức sắc chức vị họ đạo thánh thấp thánh tịnh xa gần và quan khách thân khách xa gần mấy ngày qua không ngại đường xa đến thăm viếng chia buồn sâu sắc đến cố giáo sư Ngọc Quảng Thanh. Biết rằng định lực vô thường không từ chối một ai, nhưng không sao tránh khỏi nỗi buồn. Bên cạnh đó, vì sức lực và công quả công trình thành đạo của hiền huynh, giáo sư Ngọc Quảng Thanh đã được thầy mẹ ấn chứng như sau: một mắt bên phải nhắm và mắt trái mở to sáng. Sau đây muội ngậm ngùi viết lên chốn trần miền nái đà viên mãn, ông hoàn thành sứ mệnh với nhân sanh, biết bao gian khó thân chật ngại, nay về thầy về mẹ cùng chư tiên, để lại con thơ và các cháu quân đệ cùng tỷ muội lại tuôn rơi. Thôi thì ông phải thăng thiên nhé, huynh đệ cùng con đây xin khẩn nguyện, ông an lòng nhẹ bước đến cõi thiên, mau mau tiến bước phi thuyền đại, rước nhân lành từng giúp đỡ nhân sanh, giờ ông được chứng quả đắc thành, đệ huynh tỷ muội lòng mừng biết bao. Đây chính là tấm gương soi sáng, con cháu cùng huynh đệ gắn noi theo, toàn thể bọn đạo không thể kìm được dòng lệ khi nghe lời ai điếu của ban đại diện hội thánh cao đài tiên thiên và ban đại cao quản thánh tòa vô vi Quỳnh Quan Sắc nhắc lại quá trình hành đạo của cố giáo sư Ngọc Vạn Thanh. Mặc dù sức khỏe kém, nhất là chạy xe tánh kèm mà vẫn đi hành đạo bình thường và cống hiến rất nhiều vật chất vào thánh tịnh để bổn đạo mới có được nơi tu tập. Trên đây là những dòng thơ và cảm nghĩ của đạo muội trong ngày tan gia hiếu quyến của giáo sư. Đạo muội đáp lại chân tình mà hội thánh cao đài tiên thiên và khắp thánh tịnh thánh thất xa gần đến chứng dự và hành lễ tiễn đưa cố giáo sư Ngọc Trần Thanh về nơi non bằng lạc quốc. Xin thầy mẹ cùng các đấng thiêng liêng gian rưới hồng ân phước huệ và nghị lực kiên cường cho quý chức sắc đạo tâm cùng
các quý vị quan khách hầu để cùng nhau dắt chiều đến bến bờ giải thoát Nam Mô Cao Đại Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha. Ông Phật Bà Bốn đến phần thứ ba là phần tri ân của Bổn Đạo Ngọc Kim, có lời tri ân. Kính thưa quý chức sắc, chức viện cùng toàn thể quý đạo, quý ông bà cô bác có mặt hôm nay, hội tin được thay mặt Ngọc Kim Thánh Điện để nói lên những cái công đức của Hùng Vinh giáo sư Ngọc Vạn Thân này. Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính thưa giác linh hiền huynh giáo sư Ngọc Vạn Thanh, kính thưa quý chức sắc ban đại diện tỉnh Bến Tre, hội thánh Cao Đài Tiên Thiên, kính thưa quý chính quyền địa phương, kính thưa ban chấp sự tăng lễ, kính thưa quý ông quý bà quý cô bác quý đồng đạo cùng quý giao quyến gần xa có mặt trong buổi hôm nay. Dạ, kính thưa quý vị, theo luật tuần hoàn của tạo hóa, có sanh ắt có tử, cho thiên số đã định, để rồi giờ đây họ đạo Ngọc Kim Thánh Điện đã mất đi một vị giáo sư gương mẫu hiền lành đức độ, giáo sư Ngọc Vạn Thanh. Gia đình mất đi một người chồng, người cha, người ông khả kính, xã hội mất một công dân mẫu mực. Người ra đi để lại sự thương mến tột cùng của những người còn lại hôm nay. Với lòng xúc động, lòng thương mến, lòng tri ân vô hạn đối với người đã gần trọn một cuộc đời tu thân hành đạo trong những năm tháng đi qua. Năm 1960 là một thiếu niên mới lên 9 tuổi, theo mẹ vào chùa nhập môn tu học. Với sự siêng năng cái lạc tích cực công quả, công phu nên được thầy Thiên Phong lễ sanh vào ngày 1 tháng 4 năm 1969. Lúc đó người chỉ mới 18 tuổi, với tâm nguyện quyết chí tu hành trong những năm tháng chiến tranh, thêm nỗi buồn thương mẹ đã mất nên lễ sanh Ngọc Vạn Thanh về ở chùa tu thân hành đạo, chăm lo công quả công phu. Suốt thời gian tu học, người sống giản dị, trọn tình thương đối với huynh tỷ đệ muội nên được mọi người quý mến thương yêu. Đến ngày 1 tháng 4 năm 1974, được Thiên Phong Phật Giáo Ngũ phụ trách phòng lễ. Năm 1976, nhận nhiệm vụ phó ban cai quản kiêm phụ trách phòng lễ. Năm 1993, nhận nhiệm vụ trưởng ban cai quản. Người đã chuyên tâm tích cực hành đạo, chăm lo thanh tịnh, xanh sạch đẹp nên được nhà nước công nhận cơ sở thờ tự văn minh. Những tưởng thử thách đã dừng lại với người, niềm vui chưa hết thì nỗi lo cho đạo là chết. Khi bổn đạo cùng đông nguyên nhưng thanh tịnh có một trong đất, không có giấy chủ quyền thì việc xây dựng cũng như việc tu học của bổn đạo sẽ gặp rất khó khăn. Trong lúc nhân sanh đang hoang mang, làm mất niềm tin vì không có nơi tu tập, giáo hữu Ngọc Vạn Thanh đã ký hiến 1.619 mét vuông đất cho thánh tịnh. Mọi thủ tục pháp lý được hoàn thành, thánh tịnh Ngọc Kim Thánh Điện được di dời về nơi thờ tự mới cùng ấp vào ngày 30 tháng 8 năm 2007. Nhưng việc di dời cũng thật vất vả xung chiên, có được bổn đạo đồng lòng chung tay hợp sức nên thời gian công việc cũng hoàn tất. Ôi, đó cũng là nhờ ân điển của các đấng thiên liêng vậy. Giờ thì họ đạo Ngọc Kim có được đức tin trọn vẹn, có được nền móng vững chắc để xây dựng tăng đài thánh tịnh. Vì mục tiêu duy trì phát huy tâm trí tu hiền của các vị tiền nhân đã để lại cho thế hệ mai sau, tuy nhiên họ đạo không đủ kinh phí xây dựng, bổn đạo đồng lòng nhưng còn khó khăn vật chất. Vì vậy trong năm 2007, giáo hữu Ngọc Vạn Thanh cùng bổn đạo vận động mạnh thường quân trợ giúp. Vì hiểu được tâm nguyện tu hành của giáo hữu Ngọc Vạn Thanh cùng bổn đạo nên được quý mạnh thường quân, quý đồng đạo xa gần trợ giúp, đóng góp kinh phí xây dựng. Đến năm 2011, lễ an vị và trong nhiệm kỳ 2 làm lễ khánh thành ngôi tam đài thánh tịnh. Tuy sức khỏe không được như ý, nhưng vì đạo, vì nhân sanh mà giáo hữu Ngọc Vạn Thanh cùng bổn đạo tiếp tục thiên cấp các công trình còn lại như Thiên Phong Đường, Đông Lan,
Tây Lan cai được hàng rào cổng ngõ đến cột phố, đều hoàn tất viên mãn. Giờ đây mọi khi vào thánh tịnh, chúng tôi vẫn hình dung được nơi đâu cũng có bước chân người. Đối với họ đạo Ngọc Kim là vị hội trưởng đầy lòng từ ái, là tấm gương hy sinh bản thân để làm tròn phận sự với thiêng liêng với đạo, là một vị chức sắc gương mẫu, là một trong những người đi đầu trong công quả hành thiện, trao dồi hạnh đức cùng bổn đạo dìu dắt nhân sanh trên bước đường tu học. Đến ngày 12 tháng 11 năm Canh Tý, người được Hội Thánh ân phong Phật Giáo Sư. Đối với việc hành thiện xã hội, người luôn tích cực tham gia mọi công việc mà chính quyền các cấp vận động, nên được nhiều giấy khen, bằng khen, cụ thể như sau. Giấy khen của ấp Tân Long 2 trao tặng về việc xây dựng đời sống văn hóa ngày 19 tháng 3 năm 2002. Giấy khen của Hội Chữ Thập Đỏ huyện Mỏ Cày Bắc năm 2008. Giấy khen của Hội Chữ Thập Đỏ huyện Mỏ Cày Bắc năm 2009. Giấy khen của Hội Chữ Thập Đỏ về việc đã đạt thành tích xuất sắc 5 năm ngày 8 tháng 3 năm 2010. Bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre về việc tích cực ủng hộ vật chất xây dựng công trình phúc lợi các ngày 27 tháng 10 năm 2005. Bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre về việc đóng góp công sức và vật chất vào cuộc kháng chiến các ngày 3 tháng 3 năm 2005. Kỷ niệm chương vì sự nghiệp chữ thập đỏ Việt Nam được ban chấp hành Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ các ngày 1 tháng 11 năm 2012. Suốt cuộc đời người đã sống với tâm trí thành vì thầy, vì đạo, vì nhân sanh, nhưng còn ở gia đình người đã cùng với giáo hữu Hương Vân chăm lo nuôi dạy năm người con ăn học nên người. Các cháu luôn là con cháu ngoan hiền học giỏi, gần 70 năm gắn đời với đạo, để rồi giờ đây người rời bỏ chúng tôi ra đi về bên thầy bên mẹ khi tuổi đời được 73 tuổi, để lại cho họ đạo và gia đình sự tiếc thương vô hạn. Đời là vô thường, đến rồi đi, chỉ có đường tu giải thoát là không có gì thay đổi. Giờ đây trong giây phút thiêng liêng này, chúng tôi xin nghiêm trang đứng trước các linh người quá cố để tưởng nhớ cầu nguyện thầy mẹ và các đấng thiêng liêng ban hồng ân nhân điển cho giáo sư Ngọc Vạn Thanh sớm được siêu thăng tịnh độ, và kính mong giáo quyến của người luôn vững bước đường tu theo tấm gương hạnh đức mà người đã đi qua. Dạ kính thưa, bài diễu văn của họ đạo Ngọc Kim Thánh Điện đến đây xin được khép lại. Kính chúc quý quan khách được dồi dào sức khỏe an lạc. Dạ, xin trân trọng cảm ơn. Một khách đã uống mà xin thay mặt quan khách sự tăng lễ để cảm ơn hai hiền hội để có lời tri ân rất là sâu sắc và tốt đẹp cho cái buổi lễ hôm nay. Thì sau cái phần cảm tạ của gia đình, sau cái phần tri ân của quý sư hội, đến cái phần cuối cùng là khi ông bà cô bác mình có mặt trong buổi tăng lễ hôm nay thì cũng nán lại 20 phút để mà đưa người thân chúng tôi đến nơi an nghỉ cuối đời. Gia đình cũng xin thành thật mời ông bà cô bác quay trở lại với gia đình, dùng với gia đình một bữa cơm chay để gọi là cảm tạ cho anh em chúng tôi, có lời cảm tạ sâu sắc hơn. Gia đình xin hết và gia đình mình lại ngược lại để là cảm tạ ông bà cô bác mình đã cống hiến thân trong thời gian qua. Trong buổi lễ thì gia đình mình lại một lần.
nhân nghĩa đời đẹp tựa trang thơ, bao
lứa đôi tròn mộng, người yêu người không thù oán hơn thua. Hỡi tình nhân thâm thiết không rời, đừng vì tiền phụ nghĩa phu thê, hay danh lợi quyền tước cao sang, quên đi tình bạn bè xa xưa. Chiều có hoàng hôn không quá địa thần, có ngày an bán một phần dồn từ tay là đất thần. Bye.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cha dìu con âu yếm bảo đến trường, con nhận hết tình thương của cha đó, quên được sao công ơn Thái Sơn mênh mông biển đông. Mỗi bước chân con cha lặng thầm dõi theo, chỉ lối đưa đường cho con khỏi lạc hướng. Ôi cha già, người là ánh thái dương soi sáng tâm con cho hết yêu thương. Ngày ấy con đi, cha vui vui tiễn đưa, xa quê nghèo, miền cát trắng cằn khô, bỏ mặt cha một mình bao gian khó, hai vai cha nặng gánh phong trần. Chiều ấy mưa bay, cha lìa đời mới hay, con quay cuồng như lạc giữa trời giông. Nước mắt nào như chạy ngược vào trong, đau như cắt, cha ơi đâu còn nữa. Nơi xứ lạ con ngập ngùi xót thương, cơn bão lòng sinh hoa quyền nén hương. Trước đài sen mong chư Phật tỏ tường, lòng hiếu thảo xin gửi về cha nhớ thương.